nó lại lục cho lại để trước cho nó có lại ở đây số để hâm yêu nè cho nó tình nghe giảm shibabu mình làm á thì nị cháu nhà là cho followership của nó thì nó lại còn đi chào cô cho được tập giảm mà chưa nó lại số đấy nè mà cho nó đi nó lại còn đi phía ở đi ra đi á lô lô gì ra này mà lên nó được cô nó lại còn số đấy chạy lắc nào đi rồi bài đi miếng trên này mà lên số đấy à ta nên nên cho được tập giảm trên nào chưa nó lại lục cho lại để cho nó có lại ở đây số đấy hôm nay cho nó tình nghe giảm shiba u thì nị cả ba cho đi ra đi à xuyên để chênh á follow cao này bọn nó lại cao này phía cái giá đấy tôi đi chưa bài nó được qua đi ra đi anh nên à lên về cô ấy thì nó lại đi cô để chênh mà đi ra cao này phía nào bộ ở trước lý trên biểu thằng bị đấy cả mà tôi là coaching skill này biểu thằng bị mấy nó được qua mentoring bộ cho coaching đó cho lý trên tiền giá bị đấy bộ nó mentoring đó cho vào tem mà lan nhầm bị đấy bộ tem mà lan nhầm người vào lúc bị lùi ra đấy nó experiential learning này bộ nó experiential learning sau đó cho vào thì tôi đi đi ra đi à tôi mà xin đi đấy ở tôi chỗ này này cho nó tiền giá bị trên áp trên level follower đi à thì đi ra đi trên là này mà đấy nó đi ra đi này này bộ nó tôi leadership theory đi thì này ông này mới áp vào cô ông mà xin đi đấy follower đi cô follower cao này trên là ông level lịch trình pin này bộ lùi vào đấy alo lịch trình pin này bộ đó xuyên coaching cho nó mentoring experiential learning cái này này effective on the follower đi trên là ông luôn tôi là lúc bị ra này mà đấy nó có cho nó đi nó like số đấy từ đấy bộ nó là follower số đấy lùi đi ha lùi lùi nhiều đi đấy bộ follower cao này xuyên tôi là sinh ra nhà xí giá đấy tôi đi chết đam nhà đấy nó được qua tôi tất tất cho tôi ấy lâu đi cô lâu sau đi xí giá là nhà bà đấy đó rồi ta bông hả follower đi ấy bông sang bộ nó đi thi đi ấy nó lại cao này ấy lắc nào đi xuyên nó tôi là đi ra đi mất xí lên tôi là tôi lâu đi cô tôi là cao một số lâu này giá đấy đi ra đi xí để xuyên lên về đi đi ra đi này đủ bỏ đi cho ở bây giờ nhà nhà lâu này giá bà đấy cũng mà cho nó cũng là đi quét sạch xiao quân chỉ đi à lạp phản đi xin đi tôi nói xem quét sạch đi lạp phản đi đi rồi đi làm mà tôi nói cô bên này đi support đâu bên này đi lùi đi à hàng chết gì gì bây giờ miệng miệng này lâu này già rồi cho tôi miệng nhà vào liền mà nó cả xe nhà này bây giờ mấy cái phản đi xin tôi phản đi đi đặc biệt tôi bên này mà xin support cả này bớt follow anh này bây giờ tôi lùi đi ở xa đi cũng bám bù bì đi nó nói quét sạch xiao quân chỉ là quét sạch đi rồi lại về quét sạch đi đi làm mà tôi lâu này ở xa đi bên này bây giờ bám bù bì đi lùi hàng chết gì gì lâu bên này là cho miệng mua già rồi tôi vui chả là ship vào đấy mà, ở đó tôi là hàng chân như gì, sau này bên này nào đi lấy ship vào đấy, tôi đi ra đi ship để xóa được chân nhà này, nó được qua cho nó đi follower cao này, characteristic thì nó mới hay ship vào đấy, follower số đấy nhà mà ở loa tí tí mà follower tí tí xin này nào, chỉ để đuổi, còn là pension này, ao mà số này là chúng ta top management thì pension này đuổi follower pension này đã vào đấy, top management ao mà xin này GM level thì còn là manager level thì bao này, đi level thì số này top management đó cả, ta follower thì pension này là mình biết không? ไอ้တော့အလောအတီးတီးနေရာအတီးတီးမှာ follower တွေရှင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ follower တွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီ followership characteristic ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအများစုမြင်ရလေရှိတဲ့ characteristic တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ leader တွေအတွက်အဲ့ဒီ follower တွေက now like တွေဟာ supported ဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူတို့အတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုအကောင်းတယ်သူတို့ရှိနေခြင်းအဖြစ်ကတော့ leader တွေကအလုပ်လုပ်ရတာလွယ်ကူတယ်ဒီလက္ခဏာရှိနေတာမျိုးလေမြင်ရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် loyalty ပေါ့တစ္ဆာရှိတာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ leader အတွက်ကိုဒီ knowledge တွေကတစ္ဆာရှိကြတယ်။ဒါတွေကလည်းသူရဲ့ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ work ethic ပေါ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်ရှိကြတာပေါ့နော်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲဒီ knowledge ကောင်းတွေဟာကျင့်ဝတ်ရှိကြတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့သူကတတ်တည်ရှိတာပါ courage ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တတ်တည်ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့leader အတွက်ဆိုရင် leader မှာ leader နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာရှိလားစိတ်ပူစရာရှိလားပေါ့စိတ်ပူစရာရှိတယ်ဒီ leader ကနစ်နာစရာရှိနေတာမျိုးရှိနေရဆိုရင်သူဟာဒီ leader စိတ်ဆိုးကျင်ဆိုးညှို့ညင်ညှို့ညင်ကိုယ့်ရဲ့ leader နစ်နာမဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဆိုရင်တတ်တိရှိရှိနဲ့ပြောရဲဆိုရဲတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်ပြောရဲဆိုရဲတဲ့လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာ follower ကောင်းနေမှာတွေ့ရပါတယ်မြုံမထားဘူးပေါ့တိတ်မထားဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ leader နစ်နာစရာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုတတ်တိရှိရှိနဲ့ပြောဆိုနိုင်တာတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ tough fold ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် tough fold ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့လိမ္မာပါနဲ့တာပါလိမ္မာပန်းတဲ့တယ်ဆိုတာကခုနဒီတပည့်လိမ္မာဆရာအဘလွတ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့လိမ္မာပန်းတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ leader အဆင်ပြေချုံးမွေးဖို့အတွက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် तू ကခုနကလိမ္မာပန်းတဲ့ဆိုရင် तू အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့
ပုံစံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရလေအများဆုံးရှေ့ဥစားတော့ကိုဂျက်ဂျ်မန့်ပေါ့နော်စင်ကျင်တုံတရားရှိတာမျိုးပေါ့နောက်လိုက်ကောင်းနေဟာဒီဓာရီအတွက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဓာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်းတွေအဒီအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့စင်ကျင်တုံတရားရှိတာနဲ့လောက်ကိုင်းပေးနိုင်တာကလည်းပဲဖော်လိုဝါတွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ
်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီဖမ် caring for well being